mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 6 từ câu 14 đến câu 29. Vua Herode nghe biết về Đức Giêsu vì người đã nổi danh. Có kẻ nói đó là ông Gioan Tẩy Giả từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ. Kẻ khác nói đó là ông Elia. Kẻ khác nữa lại nói đó là một ngôn sứ như một trong các ngôn sứ. Vua Herode nghe thế liền nói: Ông Gioan, ta đã cho chém đầu, chính ông đã trỗi dậy. Số là vua Herode đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Herodia, vợ của người anh là Philippe, mà ông Gioan lại bảo ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Bà Herodia căm thù ông Gioan và muốn giết ông, nhưng không được. Thật vậy, vua Herode biết ông Gioan là người công chính thánh thiện nên sợ ông và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận lợi đến, nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Herode mở tiệc thết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilee. Con gái bà Herodia vào biểu diễn một điệu vũ làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái: con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con. Vua lại còn thề: con xin gì ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được. Cô gái đi ra hỏi mẹ: con nên xin gì đây? Mẹ cô nói: đầu Gioan Tẩy Giả. Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng: con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh sử Marco đã phác họa ba khuôn mặt đại diện cho ba hạng người trái ngược nhau. Chắc chắn khi nhìn lại mình, chúng ta sẽ thấy có hình ảnh của ta ở trong ba mẫu người này. Hạng người thứ nhất là bà Herodia, có chồng là Philippe. Bà là một người lăng loàn, bất trung và xấu xa. Mặc dầu đã có chồng nhưng bà đã không chung thủy khi lấy vua Herode là chính em trai của chồng mình. Khi bị Gioan Tẩy Giả ngăn cấm và lên án, bà không những thôi phạm tội mà còn tỏ ra ngoan cố và có thái độ căm giận ông Gioan. Sự xấu xa đê hèn của bà đã lên tới tột độ. Khi có cơ hội, bà đã thủ tiêu Gioan Tẩy Giả, kẻ đã cấm không cho bà lấy em chồng. Hạng người thứ hai là vua Herode. Vua Herode tỏ ra một người hèn nhát, sa đọa. Đáng ra trong cương vị là người cầm quyền trị nước, vua phải sống chính trực để dân noi theo. Vậy mà vua lại đi lấy Herodia làm vợ, trong khi bà đang là vợ của anh trai mình. Khi được Gioan Tẩy Giả can thiệp và vạch trần tội lỗi, vua lại tỏ ra nhu nhược, phản ứng yếu ớt để rồi chết chìm trong những đam mê, nết xấu của mình. Hạng người thứ ba là ông Gioan Tẩy Giả. Tin mừng kể lại, ông là một người công chính, điều này cũng được chính vua Herode xác quyết. Ông Gioan Tẩy Giả đã không sợ vạch trần những xấu xa, bất chính của cả vua Herode lẫn bà Herodia. Ông không chỉ dùng lời nói để lên án thói hư, tật xấu của vua,
mà ông còn dùng chính mạng sống để bảo vệ cho công lý, cho điều chính trực và lẽ công minh. Tự chất vấn lòng mình, tôi đang là hạng người nào và sẽ trở thành ai trong ba hạng người, hoặc là một Herodia man trá xảo quyệt, hoặc là một vua Herode yếu hèn bất chính, hay là một Soan tẩy giả mạnh mẽ, dứt khoát, không đồng lõa với tội dù phải mất mạng. Sống trong một xã hội con người có khuynh hướng tự do hưởng thụ, xu hướng này đang xô đẩy con người vào một cuộc sống ích kỷ, đánh mất phẩm giá con người và không còn ý thức về tội, về một cuộc sống nhân linh. Trong tình cảnh này, mỗi Kitô hữu được mời gọi theo gương Gioan tẩy giả, dám xả thân và sẵn sàng làm chứng cho công lý qua từng lựa chọn và thái độ sống của mình.